vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo về dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 của trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy. Để mở đầu cho buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhiệt liệt chào mừng các em học sinh lớp 6 năm học 2018-2019 của trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy. Sau năm học 6, ta về mái trường tiểu học Thanh Liên để đến với ngôi trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy. Từ bên trái lên đài, thầy giáo Nguyễn Phú Cường, hiệu trưởng nhà trường đang trao biển hiệu cho các em học sinh lớp 6 đầu tiên đang đứng vào giữa đài là lớp 6A1 với 47 học sinh. Các thầy giáo Đỗ Luận là chủ nhiệm với tấm lòng yêu nghề với trẻ, được kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, ngay từ những buổi đầu thầy Tuân đã luôn tận tâm dìu dắt, chỉ bảo các em quan tâm đến các học trò của lớp. Bởi vậy tập thể 6A1 đã nhanh chóng trở thành một tập thể đoàn kết. Đang đứng vào giữa đài là cô giáo Trần Thu Vinh cùng 49 học sinh lớp 6A2. Ngày chỉ đến ngày đầu tiên lớp, cô học trò đã tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua của nhà trường. Các bạn học sinh luôn thân thiện đoàn kết, chăm chỉ trong học tập, ngoan ngoãn vâng lời thầy cô và cha mẹ. Dưới sự dạy dỗ tận tụy của cô giáo Vinh, tập thể lớp 6A2 luôn đoàn kết, chăm ngoan học giỏi và đạt thành tích cao trong học tập và giảng dạy. Do cô giáo Cao Phương Anh làm chủ nhiệm, các em trong lớp đều là con ngoan học giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong các việc học tập và nghề dưới mái trường. Với sự dẫn dắt của cô giáo chủ nhiệm Cao Phương Anh, một giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, chúng ta tin chắc rằng em học sinh lớp 6A3 sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong quá trình học tập và rèn luyện dưới mái trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy. Sinh lớp 6A4 luôn có ý thức tự giác học tập, tích cực tham gia các phong trào của nhà trường. Với sự dìu dắt chỉ bảo của thầy giáo, trong năm học 2018-2019 này, tập thể lớp 6A4 quyết tâm phấn đấu học tập và rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, chó ngoan bác Hồ. Trong trang phục gọn gàng, nét mặt tươi vui, 49 học sinh của lớp 6A6 cùng giáo viên chủ nhiệm cô giáo Hà Thị Nghệ đang tiến vào lễ đài. Bằng những kinh nghiệm cùng sự tận tâm của mình, cô đã bắt đầu hình thành cho các em học sinh đức tính cần cù, chịu khó. Các bạn trong lớp đều cố gắng vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào của liên đoàn với mục tiêu phấn đấu cuối năm 100% học sinh các lớp đạt danh hiệu chó ngoan bác Hồ. Chúc các em học sinh luôn đoàn kết, cố gắng rèn đức luyện tài, mai sau là những chủ nhân tương lai của đất nước. Chúng ta hãy cùng chào đón tập thể lớp 6A8 với sĩ số 49 học sinh do cô giáo Trương Tố Uyên làm chủ nhiệm, một cô giáo với nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề. Với sự dìu dắt tận tình và sát sao của cô, tập thể 6A8 đã có nền nếp tự quản tốt. Các bạn thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm ngoan để cuối năm cả lớp đều đạt danh hiệu chó ngoan bác Hồ. Hy vọng rằng lớp 6A8 sẽ có nhiều bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến trong năm học này. Đang tiến vào lễ đài là lớp 6A9 với cô giáo chủ nhiệm Ngô Thị Hồng. Các em trong lớp đều là trò ngoan, trò giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong quá trình học tập và rèn luyện. Với sự dìu dắt của cô giáo chủ nhiệm Ngô Thị Hồng, một giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, chúng ta tin chắc rằng em sẽ đạt được những thành tích cao hơn nữa trong quá trình học tập và rèn luyện với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và chủ nhiệm. Biết bao nhiêu đứa học sinh đã trưởng thành dưới sự dìu dắt ân cần chu đáo của cô. Đây cũng là sự đền đáp xứng đáng nhất dành cho sự tâm huyết phù hợp với mỗi đứa học trò. Và chúng ta tin chắc rằng 50 bạn học sinh lớp 6A10 ngày hôm nay sẽ được cô Mai tiếp tục thắp lên những ngọn lửa tri thức để thực hiện những niềm khát khao, ước mơ của tuổi học trò. Các thầy cô giáo và các em học sinh chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ chào. Thank you.
Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên, hôm nay trường Trung học Cơ sở Ngọc Thụy long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019 và gắn biển công trình kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên. Đến dự chung vui với thầy và trò nhà trường, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu quận Long Biên, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Mạnh Hải, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận Long Biên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Bạch Đặng, quận ủy viên, chánh văn phòng quận ủy Long Biên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Thị Thành, quận ủy viên, trưởng phòng nội vụ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Thị Thu Hà, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Huy Vinh, phó giám đốc phụ trách ban quản lý dự án đầu tư quận Long Biên. Cùng các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí chuyên viên các phòng ban thuộc quận. Xin trân trọng giới thiệu đại biểu Vương Ngọc Thụy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Viết Tấn, phó bí thư thường trực đảng ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quốc Văn, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy. Cùng các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể phường Ngọc Thụy, các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp tổ dân phố, đại diện các đơn vị đóng trên địa bàn phường Ngọc Thụy. Xin trân trọng giới thiệu đại biểu nhà trường, đồng chí Nguyễn Phú Cường, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Cùng các đồng chí trong ban giám hiệu, tập thể cán bộ giáo viên, ban đại diện cha mẹ học sinh và hơn 1.620 em học sinh. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu đã tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Sau đây là trường lên đọc thư của chủ tịch nước gửi các thầy cô giáo và các em học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới và diễn văn khai giảng năm học mới, báo cáo quá trình đầu tư dự án. Xin trân trọng kính mời ông chủ. Thư chúc mừng năm học mới. Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018. Kính gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh cả nước. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2018-2019, tôi gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em sinh viên, học sinh cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm học vừa qua, ngành giáo dục tiếp tục triển khai các hoạt động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục các cấp học
được nâng lên. Các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic và các cuộc thi khoa học kỹ thuật khu vực quốc tế đều đạt giải cao, được bạn bè quốc tế mến phục. Nước ta lần đầu tiên có Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, tôi biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Bước vào năm học mới, ngành giáo dục cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra kịp thời, phát hiện có giải pháp khắc phục hiệu quả những thiếu sót hạn chế, đưa nền giáo dục nước ta phát triển vững chắc. Chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm hơn nữa con em, các đối tượng chính sách, đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi người dân. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Các em sinh viên, học sinh phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục cùng các em sinh viên, học sinh đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới. Thân ái, Trần Đại Quang. Kính thưa đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Long Biên. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý. Một mùa phượng thắm nữa lại trôi qua, năm học 2017-2018 đã kết thúc tốt đẹp. Tạm biệt mùa hè vui tươi bổ ích, tuổi trẻ học đường nô nức đón chào năm học mới với những ước mơ và hy vọng mới. Hòa chung trong không khí tưng bừng đó, hàng triệu giáo viên học sinh cả nước hướng về ngày khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Hôm nay toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường trung học cơ sở Ngọc Thụy tề tựu dưới mái trường thân yêu của mình để long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2018-2019. Và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên. Thật vinh dự cho thầy và trò nhà trường chúng ta hôm nay được đón đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Long Biên cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn phường, đại biểu các tổ dân phố, đại diện cha mẹ học sinh, đại biểu của các thầy cô giáo đã từng công tác nhà trường tại nhà trường. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm quý báu và những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và các vị khách quý. Nhân ngày hội lớn đầy ý nghĩa này, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý. Từ năm học 2017-2018, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã quan tâm đầu tư xây dựng mới công trình trường trung học cơ sở Ngọc Thụy với diện tích 10.865m2, khởi công từ tháng 11 năm 2016 và hoàn thành vào tháng 8 năm 2017. Trong đó có hai khối nhà học với diện tích xây dựng khoảng 759m2, tổng diện tích sàn là 3.036m2. Khối nhà nhượng bộ, nhà phục vụ học tập, diện tích xây dựng khoảng 400m2, diện tích sàn 1.603m2. Khối nhà thể chất, diện tích xây dựng 522m2, diện tích sàn 1.044m2. Tổng kinh phí xây dựng 128,7 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị 74,6 tỷ đồng. Các phòng được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại phục vụ công tác dạy và học. Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, các đồng chí lãnh đạo phường Ngọc Thụy đã tạo điều kiện giúp đỡ cho nhà trường trong thời gian qua. Thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến, kết quả năm học 2017-2018 đã được ghi nhận, song
chưa phải là thành tích cao nhất. Chúng ta còn không ít những khó khăn tồn tại cần khắc phục. Tôi đề nghị các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh hãy cố gắng phấn đấu tích cực hơn nữa, tiếp tục thi đua, dạy thật tốt, học thật tốt, giành nhiều thành tích cao, góp phần tô điểm thương sắc cho vườn hoa thành tích của ngành giáo dục đào tạo. Để chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận, mùng 6 tháng 11 2003, mùng 6 tháng 11 2018. Đồng thời, thầy và trò trường Trung học cơ sở Thảo Thụy tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng trường học thân thiện, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch, phong trào thi đua xây dựng nhà trường sáng, xanh, sạch đẹp, nở hoa. Kính thưa các quý vị đại biểu, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đáp lại sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân địa phương cùng toàn thể phụ huynh, học sinh, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường Ngọc Thụy xin hứa tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy đại trà và chất lượng mũi nhọn, nâng tỷ lệ thi vào 10 trung học phổ thông cao hơn so với năm học trước. Tôi tin tưởng rằng năm học 2018-2019 với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy, trường ta sẽ có những chuyển biến tích cực trong công tác dạy và học để đáp lại sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo và trở thành địa chỉ trao gửi niềm tin của các bậc phụ huynh và các em học sinh. Năm học mới đã đến, tôi xin trân trọng tuyên bố khai giảng năm học 2018-2019 trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh vui khỏe, thành đạt. Chúc năm học mới thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Tiếp theo là phần công bố quyết định gắn biển công trình và trao bằng khen đánh trống khai giảng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Thị Thành, trưởng phòng nội vụ quận Long Biên lên điều hành. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và các em học sinh thân mến. Được sự phân công của Hội đồng thi đua khen thưởng quận, tôi xin công bố quyết định công nhận gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban nhân dân quận Long Biên quyết định số 1176 Long Biên ngày 30 tháng 8 năm 2018 quyết định về việc công nhận công trình trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên là công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên, mùng 6 tháng 11 năm 2003, mùng 6 tháng 11 năm 2018. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương, căn cứ luật thi đua khen thưởng, nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng, căn cứ quyết định số 6089 ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về việc phê duyệt đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020, xét tờ trình số 563 ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng về việc đề nghị gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên. Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng quận, quyết định điều 1 công nhận công trình trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng làm chủ đầu tư là công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên, mùng 6 tháng 11 năm 2003, mùng 6 tháng 11 năm 2018. Điều 2, Tránh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch Vũ Thu Hà đã ký. Xin đề nghị quý vị đại biểu cho một tràng pháo tay chúc mừng Trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy.
Kính thưa các quý vị đại biểu, tại quyết định số 3834 ngày 7 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tặng bằng khen cho trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy vì có thành tích trong năm học 2017-2018. Xin trân trọng kính mời các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường lên đón nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, giấy công nhận công trình gắn biển kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên và hoa chúc mừng của lãnh đạo quận. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận lên trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, giấy công nhận gắn biển công trình kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận, tặng hoa và đánh trống khai trường. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Và thắng lợi. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Long Biên, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Quận ủy viên, Tránh Văn phòng Quận ủy, đồng chí Vũ Thị Thành, Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ, đồng chí Vũ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Huy Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư quận, đồng chí Lê Viết Tấn. Đồng chí Lê Viết Tấn, Nguyễn Viết Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Thụy. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Quý vị tập thể quý vị, chúng tôi đang chứng kiến lễ gắn biển công trình. Đề nghị quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh cùng em học sinh hòa chung niềm vui này bằng những tràng pháo tay giòn giã nhất. Chúc mừng cho thành quả của ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Đây là ngôi trường mang danh sạch đẹp, mang tên Trung học cơ sở Ngọc Thụy, đã được gắn biển công trình kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên. Thầy và trò nhà trường xin hứa sẽ quyết tâm dạy và học thật tốt, xứng đáng với tình yêu thương và sự tin tưởng của các lãnh đạo giao phó. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các học sinh cùng đến với chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai giảng năm học 2018-2019 của thầy và trò trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy. Chương trình